Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 36 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện thưa quý vị đang rất là hay. Thưa quý vị, như tôi cũng đã thông báo đến quý vị thì từ tập số 36 này, bộ truyện Chồng Quỷ sẽ được phát hành trên kênh Truyện Đình Soạn cho đến kết thúc bộ truyện này. Và bộ truyện này chúng ta cũng đã đi được hơn một nửa chặng đường. Do đó chúng ta chỉ còn khoảng 30 tập nữa thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái bộ truyện này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 36 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 36. Phong Thiên thấy Tô Mộc nhìn mình, lập tức ưỡn ngực lên đảm bảo rồi nói: "Yên tâm đi, mặc dù vừa rồi là tiêu hao ít thể lực, nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi một vài giờ thì ván bối liền có thể mang quan tài đi." Nói xong ông ta vẫn chằm chằm nhìn tù hồn quan không thôi rồi nói: "Loại quan tài này rất khó gặp, nhất là do Đại sư Vương Thiên Cương tự tay đúc, uy lực nhất định là không phải bình thường. Ván bối luôn muốn tìm một cỗ tù hồn quan để học tập bùa chú ở bên trong. Đáng tiếc lát nữa phải nông chảy ra sẽ phá hỏng được bùa chú ở bên trong nó. Thật là đáng tiếc." Phong Thiên vừa nói vừa lắc đầu, mặt đầy tiếc nuối. Thật giống như chiếc quan tài này là của ông ta. Ông muốn học sẽ vẫn còn có cơ hội. Tô Mộc nói. Giọng của anh ấy rất nhỏ. Từ khi thấy tù hồn quan mặt anh ấy vẫn đen lại. Khi biết Phong Thiên có biện pháp mở quan tài, tôi cũng không còn lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ ngưng trọng của anh ấy, tôi lại có chút lo lắng. Hỏi anh ấy có phải sợ lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Phong Thiên không mở được quan tài. Anh ngờ Tô Mộc lắc đầu nói là không phải. Bằng thực lực của Phong Thiên thì mở tù hồn quan không thành vấn đề. Vấn đề chính là ở chỗ trong tù hồn quan này mở ra có Đường Dũng và Tô Đoàn hay không. Tôi có chút không hiểu hỏi Tô Mộc có ý gì. Đường Dũng và Tô Đoàn rõ ràng đã ngã xuống, sao lại có thể không bị giam ở trong đó? Nếu như không bị giam trong đó thì bọn họ đang ở đâu? Ở tù hồn quan khác, Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy đưa tôi cùng nhảy vào khe ở bên cạnh tù hồn quan. Phía dưới đen ngòm, căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Tô Mộc ngay sau đó tạo ra một đoàn âm hỏa chiếu sáng ở phía dưới. Lúc này tôi mới phát hiện khu vực động dưới chứa tù hồn quan không hề nhỏ. Toàn bộ kích thước động rất lớn, thậm chí không hề có nhỏ hơn so với bên trên. Hơn nữa trong động phía dưới này, tôi thấy đầy rẫy những quan tài màu trắng bạc. Phía dưới mỗi tấm đá làm nền của động, bên trên đều cất giấu một tù hồn quan. Ít nhất có hơn 100 quan tài. Tôi thấy nhiều tù hồn quan sắp hàng chung một chỗ thì suýt nữa lăn ra bất tỉnh. Nhiều quan tài như vậy, rốt cuộc Tô Đoàn và Đường Dũng bị nhốt ở quan tài nào? Rốt cuộc tôi đã hiểu biểu tình nghiêm túc vừa rồi của Tô Mộc. Thật là đau đầu. Cho dù Phong Thiên dùng hết dương khí của mình cũng không có khả năng mở được tất cả số quan tài này. Nhưng tôi vẫn ôm một chút lạc quan vào quan tài phía dưới tấm đá chúng tôi vừa mở ra kia rồi nói. Mặc dù không biết là Đường Dũng ở đâu, nhưng mà tôi đoán nhất định là ở trong quan tài này. Chúng ta vừa rồi chính mắt nhìn thấy cậu ta rơi xuống chỗ này. Sẽ không sai, cứ đem Tô Đoàn ra trước đi rồi tính. Nếu như đơn giản như vậy đã tốt. Em nhìn xem, phía dưới mỗi cỗ quan tài đều có các rãnh trượt. Hơn nữa phía dưới rõ ràng là có dấu vết ma sát, chứng tỏ tù hồn quan mở ra thì vị trí cũng thay đổi. Cho nên trong cỗ quan tài kia nhất định là không có bọn họ. Chúng ta phải chờ Phong Thiên khôi phục. Trước tiên cứ tìm kiếm tù hồn quan chứ hai người bọn họ đã. Tô Mộc nói. Làm sao tìm được? Tôi tuyệt vọng hỏi Tô Mộc. Bằng may mắn, Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy điều khiển âm hỏa chiếu sáng phía bên trên các quan tài, cẩn thận nghiên cứu. Tôi thật sắp hỏng mất. Cái gì mà gọi là may mắn? Hơn nữa chuyện này thật không có khả năng. Phải một lần tìm được bọn họ, không cho phép sai lầm. Nếu không sau khi mở quan tài ra, sợ rằng Phong Thiên không còn đủ khí lực mà tiếp tục. Nghĩ tới đây tôi đã không ôm hy vọng, đi theo sau lưng của Tô Mộc kiểm tra từng cố quan tài. Cũng không biết nên làm thế nào để tìm bọn họ, liền gõ mỗi bên một cố quan tài ba cái. Nếu như bọn họ còn sống, hẳn có thể nghe được âm thanh.
Nhưng gõ quan tài suốt 1 giờ, không được khoảng 2/3 số lượng quan tài, vẫn không thấy bất cứ có một sự đáp lại nào. Tô Mộc vẫn đau đầu mà mịt quan sát mỗi cú quan tài, không có bất cứ một đầu mối nào. Sự kiên nhẫn của chúng tôi theo thời gian cũng mất dần. Ngay khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng thì đột nhiên một đoàn yêu khí màu xanh từ trước ngực của tôi bay ra như một làn khói, chui thẳng vào cố tủ quan tài rồi biến mất không thấy. Đó là cái gì? Tô Mộc nhanh mắt đã nhìn thấy chất khí màu xanh lá cây từ trong cơ thể của tôi bay ra, giọng có chút gấp gáp hỏi. Cụ thể em cũng không biết, từ lần trước sau khi đi ra khỏi yêu hồ thì trong cơ thể của em có một đoàn yêu khí xanh, hẳn là yêu khí. Tôi liền nói. Yêu khí? Sắc mặt của Tô Mộc trở nên đặc biệt nghiêm túc, không để ý hướng đi của đoàn yêu khí kia mà nhào tới bên tôi. Tôi vừa định gọi tên anh ấy, nhưng chỉ kịp gọi một tiếng đã chấn động mạnh một cái. Một cỗ lạnh lẽo trong nháy mắt đã xâm nhập vào tôi. Tô Mộc cứ như vậy nhảy vào trong thân thể của tôi, cùng tôi chồng lên nhau. Tôi bối rối, chỉ cảm thấy Tô Mộc đã hóa thành một đạo âm khí lèn vào trong tượng đan điền của tôi, không tìm được yêu khí lại xuống dưới trung đan điền. Tôi cũng vội vàng ngưng thần tiến vào trong trung đan điền, vừa vặn nhìn thấy Tô Mộc cả người đen nhánh đang đứng đối diện với đoàn yêu khí màu xanh kia. Bọn họ thật giống như là đang kiêng kỵ lẫn nhau, không bên nào cử động. Nhưng tôi vừa vào tới đã nghe thấy tiếng của Tô Mộc quát lên bảo tôi ra bên ngoài trước. Tôi nhất thời run cả người, đã rất lâu anh ấy không tức giận với tôi như vậy. Trong lúc nhất thời tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, quên cả nên làm gì. Hồi lâu cũng không thấy Tô Mộc cùng đoàn yêu khí kia có tác động gì, hai cỗ yêu khí giống như là đang ngừng lại, không ai quan tâm đến ai. Nhưng tôi có thể rõ ràng cảm nhận được giữa bọn họ tồn tại một sự uy hiếp mạnh mẽ. Bất kể bọn họ ai động trước thì cổ khí còn lại nhất định sẽ đuổi theo. Một trận đại chiến đang sắp sửa diễn ra trước mặt. Tôi lo lắng muốn chết, muốn khuyên Tô Mộc rời đi. Dẫu sao trước giờ yêu khí kia cũng không có biểu hiện ác ý gì với tôi. Hơn nữa Thường Đồng Tiên cũng đã nói, điều đó chứng tỏ rằng đoàn yêu khí sẽ không uy hiếp đến tính mạng của tôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Mộc căng thẳng như vậy, tôi lại không dám nói gì cả. Rất sợ chọc giận anh ấy, đồng thời lại khiến cho yêu khí có cơ hội phát triển thêm. Do dự một chút, tôi liền theo lời của Tô Mộc nói, thối lui ra bên khỏi trung đan điền. Cũng may Tô Mộc mặc dù trong thân thể của tôi, nhưng cũng không hạn chế hoạt động của tôi. Nhân dịp anh ấy và yêu khí đang giằng co, tôi liền đi tới trước tù hồn quan mà đoàn yêu khí vừa rồi đã biến mất. Quan tài kia cũng giống như là hơn 100 quan tài khác, nhìn bên trong không có gì khác biệt. Tôi gõ 2 cái cũng không thấy tiếng vang ra từ bên ngoài. Điều này rất lạ, nếu như Tô Đoàn hoặc là Đường Dũng không có ở trong quan tài này thì có điều gì lạ? Tại sao cổ yêu khí kia hết lần này tới lần khác lại chui vào trong này? Tôi lại ngưng tụ lại một tia âm khí thăm dò trong quan tài. Nhưng âm khí vừa tiếp xúc với tù hồn quan thì huyệt thái dương của tôi co giật đau đớn như bị đập đầu vào thanh sắt vậy. Thảo nào mà Tô Mộc không dò tìm được khí tức của bọn họ. Hóa ra đừng nói đến ý thức tiến vào, ngay cả âm khí muốn dò vào cũng sẽ bị bắn ngược ra. Mới vừa rồi nhất định Tô Mộc cũng đã bị như vậy. Tôi quả thật không nhìn ra cố quan tài này có chỗ gì lạ, cũng không tìm được đầu mối ở những cố quan tài khác. Khi tôi đang ủ rột thì Phong Thiên đã từ trên đi xuống, nhìn thấy hàng trăm cố quan tài giống nhau liền căng thẳng, biểu tình cũng đầy tan vỡ. Thế chỉ còn lại một mình tôi thì liền hỏi Tô Mộc đâu. Tôi đành đem chuyện vừa rồi yêu khí chui vào trong quan tài, Tô Mộc đang ở trong người của tôi giằng co với yêu khí để kể lại cho Phong Thiên nghe. Không ngoài dự đoán của tôi, Phong Thiên biết được trong người của tôi có một cố yêu khí màu xanh lá, càng khiếp sợ so với lúc thấy hàng trăm chiếc quan tài. Đi vòng quanh tôi một hồi lâu, quan sát từ đầu tới chân rồi nói: cô lại vẫn còn sống, không đúng à? Yêu khí đã cướp đoạt âm khí trên người của cô, gạt bỏ dương khí trên người của cô không thể còn sống được chứ? Vừa nói ông ta vừa tặc lưỡi lên làm kỳ quái, vẻ mặt không hiểu được. Tôi không có tâm tư nhìn ông ta kinh ngạc, bảo ông ta đừng suy nghĩ chuyện của tôi, mà trước tiên hãy xem cố quan tài này có gì đặc biệt, tại sao có yêu khí vừa rồi chỉ chui vào một mình nó. Thấy tôi hỏi ông ta mới chú ý về việc chính, mỉm cười một chút rồi nói: 10 phần thì có 8-9 phần trong này có người, bởi vì yêu khí ăn âm diệt dương, trong này nhất định là có người. Vừa nói ông ta vừa móc ra dương kiếm ngũ tiền đế,
nhắm vào quan tài kia đập mạnh tới, đồng thời cất lên tiếng hát ma mị ban nãy. Trong nháy mắt ánh sáng lại nổi lên, tôi sợ một hồi nổ tung sẽ khiến cho tôi bị thương, liền vội vàng lùi lại phía sau, nhìn ông ta từ xa. Tù hồn quan hiển nhiên tốt hơn tấm đá vừa rồi, tất cả lực lượng của ánh sáng truyền vào tù hồn quan đều bị hấp thu hết. Không tới 10 phút, phần nóc tù hồn quan tiếp xúc với thanh kiếm bắt đầu bị tan ra, lộ ra một lỗ nhỏ. Tôi liền tiến tới, muốn nhìn xem bên trong áo quan bạc có người hay không. Nhưng tôi vẫn chưa lại gần, đã có một bóng người từ từ trong áo quan bay ra ngoài, thật nhanh hướng về phía tôi, bám lên người của tôi ôm thật chặt. Chị Sân Bay, chị thật sự đã cứu bọn em cùng với đại ca ở bên trong sắp chết ngộp rồi đấy. Nói chuyện chính là Diệu Diệu, thân ảnh nho nhỏ của nó đã hiện lên rõ trên người của tôi. Chẳng qua bị nhốt trong áo quan bạc một thời gian mới đi ra, rõ ràng thân thể không ngưng tụ rắn chắc như trước, xem ra cũng đã bị thương. Tôi nhìn gương mặt ấm ức của nó liền thấy đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nó mà an ủi. Thật xin lỗi chị tới trễ, đại ca của em không sao chứ? Cũng không có chuyện gì, chỉ là anh ấy ở trong quan tài không có giây phút nào không nhắc tới chị thôi. Em nghe cũng phiền chết đi. Chị nhanh tới tìm anh ấy đi, nếu không anh ấy không bị ngộp chết thì cũng bị bệnh tương tư mà chết đó. Vừa nói Diệu Diệu vừa tụt xuống khỏi người của tôi, lôi tôi tới quan tài. Tôi nghe Diệu Diệu nói như vậy thì không nói gì, nhưng đã lâu không gặp Đường Dũng, tôi cũng thực sự lo lắng cho anh ta, liền đi theo nó tới chỗ quan tài. Vừa định thò đầu và xem tình hình của Đường Dũng một chút thì từ trong quan tài bỗng nhiên một cánh tay như quỷ trảo thò ra hướng thẳng ngực của tôi mà vươn tới. Tôi bỗng thấy lạnh ở trước ngực, cơ thể không tự chủ được lùi lại phía sau, khó khăn lắm mới tránh được ma trảo của Đường Dũng. Tôi còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra thì Tô Mộc liền trong cơ thể của tôi xông về phía áo quan bạc, tóm lấy quỷ trảo, trực tiếp phá vỡ áo quan bạc lôi Đường Dũng ra. Lão quỷ, sao lại là anh, thật là đúng dịp. Đường Dũng ra tới đầy dáng vẻ chột dạ, cười khan hỏi Tô Mộc. Đúng dịp sao? Nếu như không phải là tôi thì vừa rồi cậu đã làm rồi. Tô Mộc mặt đen lại, cặp mắt lạnh lùng trợn lên nhìn Đường Dũng. Làm sao biết? Tôi làm sao biết Dương Dương tới Lạc Dương? Vừa rồi thật bất ngờ, tôi sợ là người xấu. Đường Dũng cười lúng túng, đứng lên để Tô Mộc ra, bội trên người của mình, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi với tôi. Dương Dương, em sao lại tới? Là nhớ anh sao? Nhớ cái đầu anh. Tôi tức giận liếc anh ta một cái, biết anh ta trúng cơ quan tôi còn lo lắng như vậy, vừa rồi anh ta lại muốn giở trò với tôi. Lỡ ẩu bên trong lòng của tôi nháy mắt biến sạch sẽ, cũng không phản ứng với anh ta, ngưng đầu hỏi Tô Mộc tình huống vừa rồi là gì. Không sao chứ? Tô Mộc cũng không phản ứng với Đường Dũng nữa, lắc đầu với tôi một cái, nói đoàn yêu khí kia vô cùng mạnh, hơn nữa ở lõi yêu khí còn hình thành hình dạng cá âm, hẳn có liên quan tới cá âm nhỏ trước của tôi. Hơn nữa thông qua quan sát của anh ấy phát hiện âm khí trong cơ thể của tôi cũng từ từ bị âm hạch hấp thu, mặc dù không biết tại sao yêu khí lại phải ở nhờ trong đan điền của tôi, nhưng nó hấp thì âm khí của tôi, sớm muộn cũng sẽ tạo thành uy hiếp tôi. Chờ khi trở về anh ấy sẽ nghĩ ra biện pháp để lấy nó. Biết được yêu hạch có thể lấy ra, tinh thần của tôi chấn động một cái. Vốn tôi khổ não cũng bởi vì yêu hạch sẽ hấp thu lực cực âm, nếu như quả thật lấy được yêu hạch ra thì tốt. Nháy mắt tâm tình của tôi tốt hơn nhiều, cũng không tức giận với Đường Dũng, nghiêng đầu tiếp tục tìm trong đám quan tài còn lại. Có điều lương tâm tôi nói, yêu hạch mặc dù trộm lực cực âm của tôi, nhưng nó đã giúp tôi 2 lần. Hơn nữa một hồi tìm tu đoàn vẫn không phải dựa vào yêu khí. Tôi vẫn cảm ơn viên yêu hạch này. Có lẽ cảm ứng được sự cảm kích trong lòng của tôi, cái yêu hạch trong trung đan điền của tôi vẫy đuôi hướng thẳng về phía tôi, cử động một chút. Tôi khiếp sợ không khỏi đi nhanh tới tìm tổ đoàn. Không bao lâu sau, một cuốc quan tài bạc một lần nữa hấp dẫn ra một đoàn yêu khí. Có được kinh nghiệm tìm thấy Đường Dũng, lần này chúng tôi không chút do dự để cho Phong Thiên ra tay phá vỡ áo quan bạc cứu tổ đoàn ra. Tình trạng của tổ đoàn cũng không tệ, chẳng qua là sau khi ra ngoài không nói câu nào, ngồi xuống đất lấy giấy bút ra vẽ tới vẽ lui. Tôi nhìn cậu ta khác thường như vậy không khỏi chú ý, nhìn xem cậu ta đang vẽ cái gì. Nhưng tôi vừa định tiến đến liền bị Phong Thiên ngăn lại. Hai mắt của ông ta nóng bỏng nhìn tôi đoàn rồi nói:
Cậu ta đang viết chú văn trong tù hồn quan. Không hồ là con cháu của Tô gia, bị nhốt bên trong còn phát hiện giá trị to lớn của lời niệm chú từ tù hồn quan để ghi nhớ. Người trẻ tuổi này tiền đồ cũng không hạn chế. Nói xong, trong mắt của ông ta mơ hồ hiện ra một tia ý tham, nhìn có vẻ rất muốn có lời niệm chú kia. Tôi không có hứng thú với chuyện này, thấy Tô Đoàn cùng Đường Dũng không sao liền nói phải đi về. Anh ngờ tất cả mọi người đều phản đối, thậm chí Diệu Diệu còn kéo tay của tôi rồi nói: "Chị, bây giờ sao có thể về? Nơi này chính là một bảo tàng lớn, chị có biết rằng trong mộ có bao nhiêu bảo vật không? Tùy tiện cầm một hai món đã đủ cho chị cùng đại ca sống nửa đời đó." "Thật không?" Tôi giật mình nói. Sau đó tôi mới nhận ra câu hỏi của mình thật ngu. Đây chính là mộ của Võ Tắc Thiên, hơn nữa chưa bao giờ bị kẻ trộm đến lấy. Bảo vật trong mộ của bà ấy chắc chắn một chuỗi món những giá trị không tưởng. Nghĩ tới đây tôi có một chút kích động, cẩn thận bật nhảy thật nhanh, không kịp đợi muốn đi xem một chút. Dù không chạm vào, được nhìn thấy cũng đã là tốt. Tô Mộc cùng với Đường Dũng hiển nhiên cũng có ý này. Thế Tô Đoàn còn chưa viết xong lời niệm chú trên tù hồn quan, liền bảo Tô Đoàn cứ từ từ viết, bọn họ đưa tôi tới âm huyệt nhìn một chút. Tô Đoàn gật đầu một cái. Là lạ, Phong Thiên với bảo vật trong ngôi mộ cũng không hứng thú, xung quanh nhận việc ở lại giúp Tô Đoàn viết lời niệm chú tù hồn. Ăn trí xong, Tô Mộc mang tôi cùng với Đường Dũng và Diệu Diệu trở lại mộ chính bên trên, sau đó dựa theo thứ tự nhất định dập tắt trường minh đăng trên vách tường. Đi tắt đèn một hồi, tôi liền phát hiện những chiếc đèn này dường như bị tắt theo hình vẽ của bát quái đồ. Những ngọn đèn dao dầu này cũng được bày theo một bát quái trận. Tô Mộc tắt ngọn đèn cuối cùng thì một bát quái đồ hoàn chỉnh rốt cuộc đã hiện ra. Tiếng động của những cối đá di chuyển ở dưới trung tâm bát quái đồ, một cái động đen ngòm cũng xuất hiện theo sự chuyển động của cối đá. Sự xuất hiện của cái động khiến cho một trận gió rét lạnh lẽo thổi tới, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt tụt xuống, thậm chí toàn bộ ngôi mộ đá có một tầng tuyết mỏng ngưng tụ. "Dường dường lạnh không? Dường dường mặc vào." Đường Dũng cùng với Tô Mộc đồng thời lên tiếng. Chẳng qua là Đường Dũng vừa hỏi xong thì Tô Mộc đã cởi áo trên người của mình khoác lên người của tôi. Tôi ngập tràn ấm áp ở trong lòng, cười với Tô Mộc một tiếng nói không lạnh, nhưng vẫn đàng hoàng đem áo của anh ấy mặc lên người. Đường Dũng thì đầy ảo não, thật giống như đang hối hận vì bị Tô Mộc đoạt lấy tiên cơ. Một Đường Dũng vừa rồi còn rất hùng hổ, lúc này mặt phiền muộn dẫn đầu chui vào trong đầm đen. Diệu Diệu theo sát phía sau của Đường Dũng, sau đó là tôi, Tô Mộc đi cuối cùng. Chúng tôi từng người chui vào trong đầm đen ngòm. Vừa đi tôi cũng biết tại sao Tô Mộc lại ép tôi mặc chiếc áo khoác vào, bởi vì trận gió rét vừa rồi còn chưa lạnh so với ở trong này. Nhất định trong này là hầm băng vạn năm, toàn bộ trong đầm cũng bị đóng băng màu đen, tạo thành những nhũ băng nhọn hoắt. Không chỉ có băng, trong đầm còn bị gió rét tàn phá, mỗi lần quất lên mặt người như có đao băng chém tới vậy. Công may áo khoác của Tô Mộc cho tôi chính là được ngưng tụ từ âm khí, sau khi tiếp xúc tới gió rét, nháy mắt liền biến thành khôi giáp để bảo vệ tôi ở bên trong. "Wow, nơi này thật là thoải mái, âm khí siêu cấp đậm đà. Đại ca, em đi xuống trước hấp thu âm khí nhé." Diệu Diệu không có bất cứ một khó chịu nào, sau khi đi vào liền cực kỳ hưng phấn, như đang được đi chơi trò chơi, lên tiếng báo cho Đường Dũng biết rồi biến mất. "Người đúng là đứa trẻ nghịch ngợm." Đường Dũng mắng xong thân thể liền rút lên kịch liệt. Chỉ mấy giây môi anh ta đã lạnh tới mức thâm đen cả lại, mặt trắng bệch. Cho dù anh ta là Long Phủ Thái Lan lợi hại, nhưng dẫu sao thì xác cũng là người bình thường. Đi vào nơi có nồng độ âm khí cao như vậy, tất nhiên cơ thể không chịu nổi. Tôi không khỏi có chút bận tâm, mặc dù còn hơi giận anh ta vì chuyện vừa rồi, nhưng dẫu sao anh ta cũng chưa làm gì tôi. Tôi liền ngẩng đầu nhìn về phía của Tô Mộc, hỏi Tô Mộc có thể cũng làm cho Đường Dũng một khôi giáp âm khí, tiếp tục như vậy chắc chắn anh ta sẽ không chịu nổi. Nói xong tôi liếc nhìn Đường Dũng một cái, sợ anh ta vì mặt mũi mà sống chết từ chối khôi giáp âm khí của Tô Mộc. Anh ngờ tôi đã nghĩ nhiều. Lời tôi vừa dứt, Đường Dũng cũng rất nhanh lại gần, run run hướng của Tô Mộc rồi nói: "Dương Dương nói đúng, anh cũng làm cho tôi một món được không?" "Dựa vào cái gì? Tôi không phải là thợ may." Tô Mộc lạnh lùng nói. Nói xong anh ta không thèm để ý tới Đường Dũng, nắm tay tôi kéo đi xuống hầm băng. Chỉ còn lại một mình Đường Dũng run rẩy trong gió rét. Hồi lâu Đường Dũng mới khôi phục lại được tinh thần khỏi sự đả kích bị từ chối, tức giận rồi nói:
Dựa vào gì? Quỷ ở nước Trung Quốc các người cũng nói không có đạo lý như vậy sao? Dù gì thì cũng là lão tử mang ngươi đi tìm được chỗ âm huyệt này. Bây giờ ngươi lại ân đền oán trả, phải khiến cho lão tử chết cóng tại đây. Vừa nói anh ta vừa vội vã chạy tới. Thế Đường Dũng vẫn còn sức mắng Tô Mộc, tôi cũng không lo lắng cho anh ta nữa. Đi theo Tô Mộc đang vạch gió rét đi xuống, đi thẳng xuống phần đáy của toàn bộ hầm băng. Gió rét mới nhỏ đi được một chút, tôi rốt cuộc cũng đã có thể mở mắt ra. Diều diều ở ngay phía trước, thân ảnh nhỏ nhỏ của nó đang ngồi xếp bằng giữa đám băng đen. Từng đoàn âm khí lớn đi vào người của nó, tới gần mới phát hiện được phía dưới nó ngồi lại không đóng băng mà là một đầm nước đen thui. Băng đen xung quanh cũng chính là nước trong đầm này bị đóng băng lại, xem ra đây chính là âm huyệt. Tôi cũng hít sâu một hơi, không kiềm hãm được đi vào bên trong đan điền hấp thu âm khí. Âm khí nơi này quả thật rất tinh khiết, tôi mừng rỡ ở trong lòng, muốn cho Tô Mộc nhân cơ hội này hấp thu một ít. Dẫu sao âm khí cũng như tiền vậy, càng nhiều càng tốt. Có điều khi mà luồng khí thứ nhất bị tôi hấp thu, luồng âm khí này giống như là mở cống thoát lũ vậy, tìm được phương hướng rồi rót như điên vào trong đan điền của tôi. Thân thể phải gồng lên chống đỡ, căn bản không kịp nói chuyện. Chớp mắt thượng đan điền của tôi chứa đầy âm khí, thậm chí mơ hồ còn bị quá nhiều, có nguy cơ nổ tung. Không tốt, trong lòng tôi trầm xuống. Bây giờ đầu tôi đau nhức như sắp bị nứt tung, nhưng luồng âm khí này không có chút nào muốn dừng lại. Tôi từng nghe Trịnh Lâm nói, quỷ mặc dù dựa vào âm khí để tu luyện, nhưng mỗi cấp bậc quỷ chưa có thể hấp thu được một lượng âm khí nhất định, tới lượng đó sẽ không thể hấp thu thêm, nếu như hồn phách sẽ bị nổ tung. Mặc dù tôi không phải là quỷ, nhưng mà thân thể của tôi cũng không chịu đựng được âm khí khổng lồ này. Tôi liền điên cuồng với Tô Mộc, muốn Tô Mộc giúp tôi ngăn cản âm khí tràn vào. Nhưng cho dù tôi vẫy thế nào, Tô Mộc đứng bên cạnh tôi nhưng lại giống như là không nhìn thấy, trên mặt không có chút thay đổi nào cả. Chớp mắt thân thể của tôi đã phồng lên, càng hết sức khó chịu. Trong tình thế cấp bách, tôi cũng không để ý gọi Tô Mộc nữa, liền ý thức quay trở lại trong thượng đan điền, muốn chặn cửa của thượng đan điền không cho âm khí tràn vào nữa. Nhưng tôi vừa tiến vào liền phát hiện trong thượng đan điền của tôi, không biết chuyện gì đã xảy ra, đã xuất hiện hơn 10 cửa động. Những cửa này đều biến thành cửa cho âm khí vào, đồng thời âm khí cũng đang tràn vào. Thảo nào mà âm khí lại lấp đan điền của tôi nhanh như vậy. Lập tức trong lòng của tôi đầy sợ hãi, nhiều cửa động như vậy sao tôi có thể ngăn được? Tại sao đan điền của tôi lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy? Trong lòng tôi lóe lên nghi vấn, nhưng hiện tại thân thể của tôi sắp nổ tung, cũng không còn kịp suy nghĩ những điều này. Trong tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể điều khiển những âm khí này đi vào trong trung đan điền. Trung đan điền của tôi ngoại trừ là một viên yêu hạch nhỏ bé kia ra thì còn trống rất nhiều. Sau khi đem luồng âm khí lớn như vậy truyền vào, yêu hạch vốn đang trôi lơ lửng chứ không trung, đột nhiên run một cái, thật giống như là bị thức tỉnh vậy. Yêu hạch tiểu yêu cá liền vẫy đuôi đắc ý với tôi, có vẻ như đang rất vui mừng. Âm khí vừa đưa vào bên trong cũng nhanh chóng bị nó cắn nuốt. Thấy nó nhanh chóng có thể chiếm đoạt số lượng âm khí lớn, căng thẳng trong lòng của tôi lúc này mới được buông lỏng mấy phần, cơ thể đang căng ra cũng giảm bớt được một chút. Nhân dịp này tôi vội vàng ý thức từ trong trung đan điền rút trở về, lấy tay của Tô Mộc muốn anh ta cứu tôi. Nhưng tôi còn chưa chạm được vào anh ấy, đã bị một tầng trong suốt cứng rắn lạnh như băng ngăn trở. Tô Mộc! Tôi hốt hoảng gọi tên của Tô Mộc. Tô Mộc cũng không có phản ứng, tôi hơi luống cuống, hai tay sờ theo tầng lạnh như băng kia một vòng rồi mới phát hiện. Tầng lạnh như băng kia là một bức tường hình tròn vô hình, đem nhốt tôi ở bên trong. Đây là... Tôi sợ hãi muốn chết, nước mắt đã tuôn ra, không hiểu đây là tình huống gì. Mặc dù có tường trong suốt ngăn cản, âm khí bốn phía vẫn mất trí như cũ tràn vào thân thể của tôi. Cho dù tôi không tinh thông học thuật, không biết hẳn là tôi bây giờ đã bị kẹt trong trận pháp nào đó. Nếu không, âm khí cũng không thể chủ động chui vào trong thân thể của tôi như vậy. Tôi sẽ không bị nghẹt thở bởi âm khí chứ? Hai mắt của tôi ngấn ra nước nhìn Tô Mộc ở trước mặt. Anh ấy cách tôi gần như vậy, gần chỉ trong gang tấc nhưng lại xa tựa như trên trời. Cho dù tôi gọi anh ấy thế nào thì anh ấy cũng không có bất cứ đáp lại. Lộc Dương, đã lâu không gặp. Ngay khi tôi như đang đập vào tường trong suốt thì từ sau lưng của tôi truyền đến một giọng nói thanh thúy. Thân thể của tôi trong nháy mắt liền cứng đờ. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, thấy Lâm Yến Nhi mặc bộ quần áo trắng giống hệt như là tiên tử nhẹ nhàng đứng ở sau lưng tôi.
Trên gương mặt hoàn mỹ còn mang một tia cười nhạt, giống như đang nhìn một con kiến hôi dãy giụa sắp chết. Là cô? Tôi cả kinh kêu lên. Là tôi khinh thường. Tôi sớm nên nghĩ đến Lâm Yến Nhi thích Tô Mộc như vậy, sao có thể để mặc cho tôi đem Tô Mộc mang đi? Huống chi cô ta với Tô Mộc đã kết hôn. Ta đã nói Tô Mộc là của ta, ai cũng đừng hỏng cướp. Anh ấy nửa bước không rời bảo vệ ngươi thì cũng có lúc sai lầm. Rốt cuộc bây giờ cơ hội đã đến, ngươi có nghĩ tới một ngày sẽ chết trước mặt của Tô Mộc không? Lâm Yến Nhi chậm rãi nói, giọng cô ta nhẹ nhàng dị thường. Vừa nói vừa đi tới trước mặt của tôi, bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng sờ vào tôi. Ánh mắt được trả thù nhìn tôi đầy thống khoái. Cô tới đây lúc nào? Cả người của tôi run rẩy bị Lâm Yến Nhi chạm vào, khiến toàn thân nổi da gà, muốn tận lực nói chuyện với cô ta để kéo dài thời gian. Ngày vừa mới. Lâm Yến Nhi khẽ cười rồi nói. Nói xong cô ta giống như là đoán trước được tâm tư của tôi vậy, không tiếp tục cùng tôi nói nhảm. Ngón tay nhỏ nhắn di chuyển từ trên gò má xuống ấn đường, nhẹ nhàng bấm vào một cái. Âm khí bốn phía xung quanh cô ta trong nháy mắt cuồn cuộn như là dông bão, theo giữa ngón tay của cô ta xông thẳng vào trong thượng đan điền của tôi. Tôi chỉ kịp cảm thấy thân thể sắp nổ tung, không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, liều mạng giãy giụa, thân thể run lên bần bật. Lâm Yến Nhi thấy phản ứng của tôi như vậy thì rất hài lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt nhếch lên là một nụ cười châm biếm. Dường như âm thanh thống khổ của tôi với cô ta là một điệu nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới. Chớp mắt tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì âm khí đã lấp đầy thượng đan điền. Hơn nữa bởi vì lần này âm khí rót vào quá lớn, khiến cho thượng đan điền của tôi không ngừng giãn ra. Thần kinh của tôi bị băng theo cũng như là bóng bay bị căng lên vậy. Tuy lúc có thể nổ tung, cho dù tôi cố gắng đem âm khí từ trong thượng đan điền chuyển tới trung đan điền thì tốc độ vẫn chậm hơn. Toàn thân của tôi ướt mồ hôi, mỗi tế bào trên người dường như đều đang chống lại âm khí xung quanh. Bất chợt trong miệng của tôi có một vị ngọt của máu tươi bắt đầu tràn ngập, hàm răng cắn chặt phải đầu lưỡi lúc nào không biết. Dương Dương. Ngay khi ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, tinh thần sắp hỏng mất thì đột nhiên tôi nghe được tiếng của Tô Mộc đang gọi. Em ở nơi này. Tôi chật vật ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Nhưng trong tròng mắt đẹp đẽ của Tô Mộc chỉ là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên không nhìn thấy tôi. Anh ấy phát hiện không thấy tôi ở đâu, liền thoáng một tia cuống cuồng, nghiêng đầu tìm tôi trong mộ thất. Khi không thấy tôi lại gọi Đường Dũng và Diệu Diệu lại giúp. Không chỉ có Tô Mộc, Đường Dũng cùng với Diệu Diệu cũng không phát hiện ra tôi, sốt ruột đi khắp bốn phía âm huyệt gọi tên của tôi. Lúc này ngay cả khí lực để đáp lại tôi cũng không có. Lâm Yến Nhi thế vậy nụ cười càng sâu, ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng. Nếu như nói lúc trước cô ta vì ghen mà giễu võ Dương Oai, bây giờ cô ta ngay cả một tia cũng không còn ý tranh giành cùng tôi. Cô ta chỉ muốn để cho tôi chết, không để cho tôi hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong thế giới của Tô Mộc. Thà nào mà lúc trước cô ta biến mất lâu như vậy, xem ra lần này cô ta đã chuẩn bị thật chu đáo. Tô Mộc cùng với Đường Dũng bọn họ không tìm được tôi trong âm huyệt, liền cuống cuồng lật đật chạy ra ngoài. Chỉ còn lại tôi cùng với Lâm Yến Nhi trong âm huyệt, lòng tôi chết lặng một chút. Xem ra tôi thực sự phải vĩnh biệt Tô Mộc. Nước mắt của tôi đã sớm ngập trong hốc mắt, nhưng đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đang rời đi, cố gắng nhìn anh ấy một lần cuối thật lâu, muốn thấy anh ấy thêm một chút. Nhưng cho dù tôi tham luyến thế nào đi nữa thì anh ấy rốt cuộc vẫn rời đi. Sau khi bóng lưng của anh ấy hoàn toàn biến mất, lực chống đỡ của tôi trong nháy mắt không còn, thân thể lập tức trở nên lạnh như băng, thậm chí trên da của tôi có một tầng băng mỏng. Thấy tôi thực sự sắp chết, Lâm Yến Nhi cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, ngồi xổm người xuống nhìn tôi rồi nói. Lộc Dương, ngươi là kẻ duy nhất dám cướp Tô Mộc của ta. Ngươi yên tâm, ta không thể để cho ngươi chết thực sự. Không phải anh ấy yêu thích cái xác của ngươi sao? Chờ đến khi ngươi không còn chống đỡ được, ta sẽ đoạt xác của ngươi, từ đây thay thế ngươi ở bên cạnh anh ấy. Theo thời gian trôi qua, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho những sai phạm của ta năm đó. Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ, mí mắt của tôi càng ngày càng khép chặt. Không biết là qua bao lâu, khi tôi có ý thức lại thì xung quanh chỉ có một mảnh đen nhánh, lạnh thấu xương. Thân thể của tôi cũng nhẹ bẫng. Lúc đưa tay lên, tôi phát hiện tay của tôi trong suốt, hơi có chút màu xám cho. Đây là dáng vẻ của âm hồn, nhìn màu sắc còn là một con quỷ mới.
Tôi hốt hoảng ở trong lòng, tôi thực sự đã chết rồi sao? Bây giờ đã biến thành quỷ. Nhưng bây giờ tôi đang ở đâu? Thi thể của tôi ở đâu? Tôi vội vàng lướt xung quanh để tìm kiếm thi thể của mình. Nhưng xung quanh trống rỗng, ngoài chữ âm khí ra thì không có còn gì cả. Hơn nữa, cho dù biến thành quỷ, tôi vẫn có cảm giác đau mơ hồ, giống như dây thần kinh bị kéo đứt vậy. Xem ra trước khi tôi chết, thượng đan điền vẫn bị âm khí ép vào. Tìm một vòng không được thi thể, tôi cũng không biết tôi đang ở nơi nào. Có chút bối rối, tôi liền ngồi bệt xuống đất ngẩn người. Mặc dù đã nhiều lần chạm mặt tử thần, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng bây giờ thực sự biến thành quỷ, tôi lại thấy có chút mờ mịt. Để không một chút giống quỷ trong tưởng tượng của tôi. Trước kia tôi ảo tưởng cho rằng dù chết thảm thế nào đi nữa, cũng có Tô Mộc ở bên cạnh. Tôi không cầu có thể mạnh như anh ấy, có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể không khác gì người thường. Tôi chỉ cầu anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi có thể ở bên cạnh cha mẹ của tôi, vậy đã là đủ. Kết quả bây giờ chỉ còn lại một mình tôi bị giam ở một địa phương không biết là nơi nào. Tôi ngồi yên thật lâu, lâu không biết thời gian đã trôi qua là bao lâu. Tôi rốt cuộc từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Ít nhất bây giờ còn có một điểm tốt, đó là hồn phách của tôi vẫn còn. Chỉ cần rời khỏi nơi này tìm được Tô Mộc thì cũng không coi là quá tệ. Có niềm tin này, tôi lại có khí lực lần nữa đứng lên dù đã khắp nơi. Trước tiên là thăm dò rồi tính tiếp. Sau khi thăm dò một vòng, tôi phát hiện đây vẫn là trong âm huyệt của mộ Võ Tắc Thiên. Âm khí bốn phía vẫn còn dư thừa. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, hồn phách của tôi ở nơi có âm khí mạnh như vậy mới có thể trực tiếp trở thành quỷ mới. Bây giờ chỗ này đã không còn một bóng người. Lâm Yến Nhi cũng đã đi. Nếu như đoán không nhầm thì thi thể của tôi cũng là bị cô ta mang đi mất. Tìm một vòng không tìm được đầu mối có ích gì, tôi không thể làm gì khác hơn là bằng vào trí nhớ lúc đi vào để tìm cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng cái cối đá ở cửa lúc đi đã đóng lại. Tôi bây giờ mới giơ tay lên muốn đẩy thử cối đá kia ra thì ngón tay đã chuyển đến một trận đau đớn mãnh liệt, đau tới mức tôi phải thét lên. Cối đá kia có chứa một lượng dương khí khổng lồ, chỉ cần tôi tiến lại gần một chút sẽ làm tôi bị thương. Phải làm sao bây giờ? Tâm tình của tôi trở nên rất kém, có chút phiền não, không nhìn được sự tức giận ngưng tụ âm khí xung quanh điên cuồng đập tới cối đá. Nhưng tôi chỉ là quỷ mới, mặc dù bên cạnh có lượng âm khí cho tôi sử dụng, nhưng thực lực vẫn là quá nhỏ. Những quả cầu âm khí còn chưa chạm vào cối đá đã bị đánh vô ảnh vô tung. Ngay khi tôi còn bị dồn nén đến sắp phát điên thì đột nhiên có một tiếng động nhỏ phát ra từ cối đá trước mặt, thật giống như là có người đang ở đó mở cối đá ra vậy. Tôi suy đoán rất nhanh liền lắc mình tránh sang một bên, rất sợ dương khí trong cối đá sẽ bắn ra có thể làm cho tôi bị thương. Bất ngờ có một tiếng động vang lên, có tiếng cơ quan mở ra. Sau đó cối đá ầm ầm di chuyển, một cổ hơi nóng đập vào mặt. Nhưng đứng đối diện với cối đá không phải là người mà là một con chuột lớn. Yêu thử túc trực bên linh sàng. Trong đầu tôi nháy mắt văng ra mấy chữ này, cảm giác nguy hiểm lan khắp thân thể. Tôi xoay người thật nhanh chạy sang bên cạnh. Yêu thử hiển nhiên cũng đã nhìn thấy tôi. Thấy tôi chạy, thân thể to lớn của nó bắt đầu chui vào lỗ đi nhỏ. Không may thân thể của nó rất lớn, hẳn là chui không vào được. Tôi xem bộ dáng lao lực kia của nó, liền thở phì phò một tiếng, đứng một bên cách xa nó rồi nói: "Mày trở về đi, đây là địa bàn của tao, không hoan nghênh mày." Nó nghe được tiếng tôi nói, liền phát ra một tiếng gầm như là chuột kêu đáp lại. Nhưng hiển nhiên là nó hiểu sai ý của tôi. Sau khi kêu một tiếng càng ra sức chen vào, cả người cũng thay đổi, giống như cơ thể được làm bằng nước, rất nhanh xuyên qua lỗ nhỏ hẹp mà đi vào bên trong. "À, mày thực sự có thể đi vào sao?" Tôi còn đang muốn khuyên nó rời đi, chờ sau khi nó đi liền đi qua lối đi đó ra ngoài tìm Tô Mộc. Thấy nó tiến vào cũng không dám đứng đó nhìn nữa mà cong người chạy về phía sau. Động tác của yêu thử không nhanh hơn tôi nhưng nó lại lớn, một bước của nó bằng mấy bước của tôi. Hơn nữa không gian ở âm huyệt cũng không có bao nhiêu, chả không bao nhiêu tôi đã bị nó ép vào một góc mà chết. Hôm nay tôi phải biến mất. Tôi bỗng chốc muốn khóc, vừa mới bị Lâm Yến Nhi giết, còn chưa thích ứng được với thân phận của quỷ mới, lại đã bị yêu tử túc trực bên linh sàng nuốt trọn sao? Tôi không thể lùi được nữa, giờ băng đen đứng lên, tuyệt vọng nhìn yêu tử, chờ nó há miệng ra mà nuốt. Nó đứng trước mặt của tôi, to lớn giống như là con gấu, hướng về tôi giống lên một tiếng khiến lỗ tai của tôi đau đớn.
Gào xong nó đưa chân về phía trước kẹp tôi lại, uốn người trở về kéo tôi theo, thật giống như muốn mang tôi trôi khỏi cửa chỗ cối đá. Tôi bị hành động của nó làm cho bối rối. Nó đây là có ý gì? Không chỉ không muốn nuốt tôi mà còn mang tôi đi. Chẳng lẽ nó nhất định thả tôi đi? Suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi liền cảm thấy thật buồn cười. Sau khi biến thành quỷ, chỉ số thông minh của tôi tụt đi rồi. Nó là yêu thử túc trực bên linh sàng. Tôi đã biến thành quỷ, đối với nó mà nói là kẻ địch, là thức ăn. Nó làm sao có thể để tôi đi? Nhiều khả năng nhất là nó cảm thấy nơi này không tốt, ảnh hưởng tới khẩu vị của nó mà thôi. Tôi cười khổ một tiếng, thế thật là thê thảm. Thử dãy rùa vài cái cũng không thành công, buộc phải ở trong ngực của nó mà chờ chết. Nhờ kinh nghiệm lúc chui vào, lần này động tác của nó nhanh hơn rất nhiều. Đến cửa hang thân thể đã co lại, rất nhanh dẫn tôi chui qua hang rồi đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn sáng đèn đuốc như cũ, tường minh đang cháy. Sau khi yêu tử mang tôi quay trở lại mộ chính liền buông tôi ra, hướng về phía tôi gầm nhẹ hai cái, sau đó gật gật đầu giống như tỏ ý bảo tôi đi theo nó. Đùa tôi sao? Tôi tránh nó còn không kịp, sao còn có thể đi cùng nó? Thừa dịp nó quay người đi về phía trước, tôi liền sử dụng hết sức bình sinh chạy ra cửa, trực tiếp xuyên qua ngôi mộ chính, hướng quay trở lại động chứa đá ở bên trên. Nơi đó có thông với bên ngoài, tôi mà bọn họ không tìm được tôi hẳn còn ở nơi đó chờ tôi. Tôi đang rất kích động, thật nhanh chóng chạy trở về. Nhưng vừa lên đến động bên trên, ngoài trừ tượng đá ra không còn một bóng người. Tôi mộc cùng với đường dũng bọn họ không có ở nơi này. Tôi nhìn không khỏi có chút mất mát, nhưng tôi cũng không do dự, theo hố sụp quay lại thế giới bên ngoài. Nhưng tôi vừa đi tới phía dưới lỗ thủng thì phát hiện mặt trời trên cao đã chiếu rực rỡ. Chùm ánh sáng chiếu qua cửa hang xuống mang đến một cỗ nhiệt lượng khổng lồ. Tôi chỉ nhích tới gần một chút, còn chưa bị ánh nắng chạm vào đã nóng không chịu nổi, giống như thi thể của tôi tùy lúc bị nướng cháy vậy. Không biết phải làm thế nào, tôi đành lùi lại. Chưa lùi được mấy bước chân, tôi liền chạm vào lớp lông lá mềm mại, lỗ tai cũng nghe thấy một tiếng giống giận. Càng người của tôi run sợ, nghiêng đầu nhìn về phía yêu tử túc trực bên linh sàng, không dám cử động. Yêu thử giống lên một tiếng, thấy tôi ngoan ngoãn rút cuộc hài lòng một chút, lần nữa đưa hai chân kẹp tôi lại, đưa tôi trở lại mộ chính có trưởng minh đăng, lao tới một cây cột được điêu khắc bằng vàng. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, rất sợ xương cũng bị nát vụn, nhưng tôi không cảm giác được bất cứ một đau đớn nào. Thân thể được yêu thử đưa vào trong một cây cột. Cây cột rất to, khoảng 5 người ôm mới hết chiều rộng, bên trong lại giống phủ kín hoa tươi. Dĩ nhiên những hoa này đã bị khô cứng, mặc dù còn giữ được hình dáng hoa tươi lúc ban đầu, nhưng vừa chạm vào liền vỡ vụn. Mà dưới đám hoa tươi có một quan tài, dường như được chế tạo bằng băng, trong suốt tỏa ra hơi lạnh. Bên trong quan tài có một người nằm trần truồng, một cô gái tuổi thanh xuân yên tĩnh, đang nằm trong đó được vạn hoa vây quanh, đẹp như là hoa tiên tử vậy. Đây là... Tôi giật mình nhìn cô gái kia, sắc mặt hồng hào an tĩnh nằm trong quan tài băng, da trắng như tuyết. Tôi thậm chí có thể thấy được hàng lông mi dài nhọn, hết sức lồi cuốn. Quả là một mỹ nhân đẹp như tạc tượng. Cho dù tôi cũng là nữ mà vẫn bị vẻ đẹp của cô ấy khiến cho ngây ngẩn. Nếu như nói Lâm Yến Nhi là tôi đã thấy đẹp như tiên, vậy thì cô gái trong quan tài này có thể nói là phiên bản hoàn mỹ của Lâm Yến Nhi. Dĩ nhiên bọn họ dáng dấp đều rất đẹp, nhưng cảm giác mang lại cho người khác đều hoàn toàn khác nhau. Lâm Yến Nhi là một vẻ đẹp lạnh lùng, trong sự xinh đẹp đó còn lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm, thật giống như là một con rắn độc sặc sỡ, chỉ cần đụng phải tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt. Còn cô gái này xinh đẹp rất tinh khiết, giống như là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, không nhiễm một hạt bụi, khiến cho người ta không nhìn được sinh ra tâm tư muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong mộ của Võ Tắc Thiên? Là ai đã nhốt cô ấy ở trong này? Tâm trí của tôi hoàn toàn bị những nghi vấn này chiếm cứ, thậm chí tôi còn quên cả thân phận quỷ của mình, cũng quên cả chuyện tôi phải nhanh chóng rời đi. Hẳn cô ấy cùng Võ Tắc Thiên có quan hệ rất mật thiết. Theo tôi biết, phụ nữ nổi danh trong thời Võ Tắc Thiên, ngoại trừ bà ấy ra, đứng mũi chịu sào chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Chẳng lẽ cô gái này là Thượng Quan Uyển Nhi? Nhưng khi chết thì tuổi của Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã lớn, cho dù chôn theo Võ Tắc Thiên cũng không thể là ở tuổi này. Cô gái trước mặt cùng lắm không lớn hơn tôi bao nhiêu, cho nên cô ấy chắc không phải là Thượng Quan Uyển Nhi.
Trừ thượng quan Uyển Nhi thì nữ giới triều đường tôi cũng chẳng biết ai khác. Quan trọng hơn chính là bất kể cô ấy là ai thì cũng là người nhà Đường. Chết ít nhất gần 1000 năm mà thi thể lại có thể giữ được không mục, còn trông rất sống động. Cho dù người vừa mới tắt thở thì sắc mặt cũng không có khả năng hồng hào như vậy. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trong quan tài bằng băng, khiếp sợ vì không còn cách nào có thể giải thích được. Ngay khi tôi đang chuyên tâm nghiên cứu cô gái trong quan tài thì không biết từ lúc nào Yêu Tử cũng chui vào, xếp hàng cùng tôi đứng phía trước quan tài bằng băng, cặp mắt nhìn cô gái trong quan tài 10 phần cung kính. Khi tôi phát hiện ra nó, có lẽ nó đã đứng đó từ rất lâu. Nó thấy tôi cũng đang nhìn liền khôi phục lại tinh thần, hướng về tôi kêu chít chít rất nhỏ, sau đó hướng về phía quan tài mấp máy miệng. Nó có ý gì? Tôi có chút mờ mịt, không hiểu nhìn Yêu Thử nhìn lại cô gái một chút. Chẳng lẽ nó bảo tôi đi vào nằm trên cô gái đó sao? Ý niệm này vừa hiện lên khiến tôi phải giật mình. Nhưng Yêu Thử túc trực bên linh sàng bày tỏ ý rất rõ ràng, càng nhìn càng thấy giống như là bảo tôi đến bên trong thân thể cô gái kia. Tôi không thể làm gì khác hơn liền lắc đầu với Yêu Thử, nói không thể được, thân thể này cũng không phải là tôi, nếu tôi đi vào không tránh được đoạt xác. Mặc dù cô gái này đã chết, thi thể của cô ấy hồn phách là của tôi, cho dù tôi đoạt lấy thi thể của cô ấy cũng không chắc chắn điều khiển được. Hơn nữa thân thể cô gái này so với tôi đẹp hơn gấp 100.000 lần, đã cũng không phải là tôi. Dùng thân thể này gặp lại Tô Mộc còn có thể tự nhiên được không? Anh ấy có thể nhận ra tôi sao? Trong đầu của tôi bối rối, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Yêu Thử thấy tôi cứ đứng đó không có động tĩnh gì, cơ thể to lớn của nó một lần nữa đi tới. Không gian trong cột vốn đã rất nhỏ, nó chỉ cần nhúc nhích một cái liền chật chội hơn, trên người lấn đầy người tôi ngã vào trong quan tài băng. Phốc một tiếng nhỏ, tôi lại xuyên qua quan tài làm bằng băng, ngã vừa vặn nằm trên người của cô gái kia. Tôi sợ hãi hét lên thất thanh, dùng răng muốn bỏ dậy. Kết quả tôi lại nghe từ một âm thanh hoàn toàn xa lạ phát ra từ cổ họng của tôi. Mặc dù dễ nghe nhưng nó rất non, hiển nhiên đã rất lâu rồi không phát ra âm thanh vậy. Cả người của tôi run rẩy, đầu óc ngu đi, không dám tin, cúi đầu nhìn một chút. Tay của tôi quả nhiên đã trở nên mịn màng trắng như tuyết, thân thể không có bất cứ một tạp chất gì, cũng không thấy bất cứ một quần áo nào, cứ như vậy không một mảnh vải che thân nằm trong quan tài băng. Mày quay người đi. Tôi thất sắc cả kinh, đưa tay lên che lại những nơi nhạy cảm, nói với Yêu Thử. Khiếp sợ là Yêu Thử túc trực bên linh sàng lại nghe hiểu lời của tôi nói, nó cung kính gật đầu một cái, chậm rãi xoay người không nhìn tôi nữa. Tôi nhận cơ hội này quan sát thân thể một lần nữa. Không sai, tôi bây giờ đã gửi vào trong thi thể của cô gái này. Hơn nữa thân thể cô gái kia dung hợp với phần hồn của tôi lại vô cùng tốt. Tôi có thể thoải mái giơ tay đá chân, giống như là thân thể này vốn chính là của tôi vậy. Sau khi hiểu rõ tình cảnh, tôi muốn quay lại một lần nữa trạng thái hợp hồn phách. Tôi muốn lần nữa quay lại trạng thái hồn phách, thoát khỏi cô thi thể này. Nhưng vừa rồi là tôi bị Yêu Thử ép hồn phách tiến vào, căn bản không biết điều gì phát sinh, đã dung hợp với thi thể của cô gái này. Muốn thoát khỏi thân thể cô ấy tôi cũng không biết nên làm cách nào. Cố gắng thử mấy cái nhưng đều không giống như đem ý thức của tôi lôi ra khỏi cơ thể, căn bản là không thể làm được. Sức lực của thi thể cô gái này dường như không tốt lắm. Thử nghiệm mấy lần tôi đã mệt thở hồng hộc. Sau khi thấy quả thật không có biện pháp, không thể làm gì hơn là tôi liền đẩy quan tài băng ra, trước tiên đi đã rồi nghĩ cách sau. Sau khi rời khỏi quan tài, tôi hỏi Yêu Thực túc trừ bên linh sàng có y phục để mặc không. Tôi không thể cứ không mảnh vải che thân như vậy. Lần này Yêu Thử giống như là nghe không hiểu ý tôi nói, nó nghiêng đầu nhìn tôi mở mịt lắc đầu một cái. Cho dù nó không phải là người mà chỉ là chuột, đây cũng không phải là cơ thể của tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất không tự nhiên. Lần nữa bảo nó quay đầu đi, sau đó hỏi nó có thể mang tôi đi ra ngoài không. Nó liền gật đầu một cái, sau đó nó di chuyển thẳng tới hướng vách cột. Thần kỳ là cây cột kia giống như là có cấm chế vậy, không những không bị nó đâm vào hư hỏng mà còn trực tiếp để nó đi xuyên qua ra ngoài. Tôi cũng vội vàng bước nhanh hơn, xuyên qua cây cột quay trở lại mộ chính. Sau khi đi ra ngoài, tôi nhanh chóng đi tìm một vòng xem quần áo có thể mặc hay không. Cuối cùng quần áo không tìm được, miễn cưỡng lấy mấy tấm vải rách,
cũng không biết vốn là màu gì. Lúc này u sám mục nát không còn hình dáng, xé một cái liền rách. Cho dù tôi cũng quấn nó lại đắp lên người của tôi, sau đó hỏi yêu thử rốt cuộc là thế nào, tại sao nó lại đẩy tôi vào bên trong cơ thể này. Yêu thử túc trực bên linh sàng chỉ kêu nhỏ hai tiếng, sau đó đưa chân chỉ ra bên ngoài đại điện. Hẳn nó nói chuyện với tôi muốn chạy trốn vừa rồi. Tôi nhìn đại khái cũng không biết ý gì, nhưng cơ hội nó còn đang đối với tôi khá lịch sự muốn chuồn. Lần này yêu thử túc trực bên linh sàng không hề muốn ngăn cản tôi nữa, ngược lại đi theo tôi lên đại điện phía trên, sau đó chỉ vào tôi, hướng về tôi phát ra từng trận tiếng gào. Liên tiếp giống lên 7 tiếng mới kết thúc, sau đó nó lại khom lưng xuống, giống như là đang cúi người với tôi vậy. Là có ý gì? Vừa rồi liên tiếp kêu lên 7 tiếng là có ý gì? Cúi người xuống với tôi là sao? Tôi nhìn nó không hiểu. Làm xong tất cả những thứ này, nó liền chỉ tới lối đi ra khỏi mộ, không kêu lên nữa. Hẳn nó có ý là bảo tôi đi. Tôi thử đi hai bước về phía cửa hang, làm bộ dạng muốn chạy trốn. Nó không ngăn cản tôi, xem ra nó thực sự là muốn thả tôi đi. Mũi của tôi cay cay, đột nhiên có chút áy náy. Vừa rồi còn trong phương ngàn kế muốn chuồn, bây giờ nó thực sự thả tôi đi, lại sinh ra một tia cảm thán không nổi. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu được, nó đối với tôi không có ý gì xấu. Vừa rồi mặc dù động tác rất thô bạo đẩy tôi vào bên trong quan tài cũng là vì giúp tôi. Ít nhất bây giờ tôi có thân thể, không còn là một cô hồn du đãng, cũng sẽ không sợ ánh nắng ở bên ngoài. Cảm ơn mày. Sau khi chân thành nói lời cảm ơn với yêu thử túc trực bên linh sàng, tôi không do dự nữa mà trực tiếp leo ra khỏi mộ. Bây giờ đại khái là khoảng 5 giờ chiều, mặt trời sắp xuống núi, ánh mặt trời không còn nóng bỏng như buổi trưa nữa. Hơn nữa tôi bây giờ có thân thể, đối với ánh mặt trời cũng không còn đáng sợ. Những nhân viên khảo cổ bên trên vẫn ở đó, miệng hố sụt được quay lại nghiêm ngặt. Tôi lén lút tránh tầm nhìn của viên cảnh sát gác, đi vòng vào khu lều muốn tìm gặp Phong Thiên. Kết quả nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng người của Phong Thiên đâu cả, xem ra ông ta không còn ở đây. Bất đắc dĩ tôi liền đi một vòng lều dành cho nữ, lấy trộm bộ quần áo nữ mặc vào, sau đó đi cả đêm theo hướng về Giang Minh. Bởi vì lúc tôi rời đi đã là tối, hơn nữa bây giờ tôi không có chứng minh thư, không được ngồi máy bay, tôi đành đi vòng tới thôn của Lão Cửu, nhờ Lão Cửu lái xe đưa tôi quay trở lại Giang Minh. Vốn cho rằng ông ta không biết tôi là ai, sẽ cần phải năn nỉ ông ta. Ai ngờ ông ta nhìn thấy tôi liền híp mắt một cái, nở một nụ cười dâm tà, cậu không để ý tôi muốn đi đâu liền đồng ý. Nhìn nụ cười đều của ông ta, nhìn một cái đã không thấy yên lòng, tôi cũng không vạch trần ông ta, trong lòng cười lạnh. Dù sao bây giờ tôi cũng là quỷ, thân thể cũng là một thi thể, ông ta lá gan nhỏ như vậy, dám có hành động gì tôi sẽ dọa cho chết ông ta. Ông ta lái xe đưa tôi chạy thẳng hướng Giang Minh, trên đường không ngừng bắt chuyện với tôi. Tôi nhàn nhã nhảm chán liền cùng ông ta nói chuyện phiếm. Người đẹp, dáng dấp của cô đẹp như vậy, đi đêm nhiều nguy hiểm. Hơn nữa thôn của tôi ở vắng vẻ như vậy càng không an toàn. Cô tới thôn chúng tôi làm gì? Lão Cửu hỏi. Ở đây không phải thấy có một ngôi mộ cổ đời Đường sao? Tôi học ngành khảo cổ tới đây xem một chút. Tôi nói lời này lúc trước chúng tôi tới, tôi đoàn cũng đã nói cùng với ông ta. Quả nhiên ông ta nghe được tôi học ngành khảo cổ, sắc mặt liền thay đổi một chút. Nhưng ông ta thấy gương mặt của tôi mộc mạc như vậy, sắc tâm khiến lá gan lớn hơn, cười hắc hắc rồi nói. Khảo cổ sao? 3 ngày trước tôi cũng đưa 2 người khảo cổ tới thôn của chúng tôi. Hẳn bọn họ là cũng cùng đội với cô, 1 nam 1 nữ chắc là cô biết. Ông ta miêu tả cho tôi vóc dáng tướng mạo của Tô Đoàn, vừa nói vừa lướt qua gương quan sát phản ứng của tôi. Tôi thấy dáng vẻ cẩn thận của ông ta mà không nhịn được cười thầm, trên mặt lại làm dáng vẻ âm trầm thống khổ, nhỏ giọng rồi nói. Biết bọn họ là bạn tôi, chúng tôi cùng nhau xuống mộ. Nói xong tôi cố ý trầm ngâm một chút, dáng vẻ giống như là đang rất thống khổ, hít sâu 2 cái rồi mới tiếp tục nói. Đáng tiếc cả đội chúng tôi đi xuống đó, chỉ một mình tôi có thể quay lại. Bọn họ... Lão Cửu nghe vậy thì run rẩy khiếp sợ nhìn tôi, mở miệng hỏi, giọng rõ ràng có chút lo lắng. Bọn họ thế nào? Không về được, vĩnh viễn không thể về được. Toàn bộ đội chỉ một mình tôi ra được. Hơn nữa không biết tại sao sau khi ra bên ngoài cả người tôi đều lạnh, giống như là bị rơi vào trong hầm băng vậy. Không tin ông thử một cái xem thân thể của tôi có phải đang lạnh hay không. Tôi giả thần giả quỷ nói. Nói xong còn chủ động đưa tay trước mặt của ông ta để cho ông ta sờ.
Sắc mặt của lão Cừu hết sức khó coi, nhưng ông ta thấy tôi đẹp vẫn chưa có ý định từ bỏ, tay hơi run đặt lên cổ tay của tôi. Chỉ mấy giây sau, ông ta rụt tay lại như bị điện giật, chân đạp mạnh phanh một cái suýt chết, khiếp sợ nhìn tôi rồi nói: cô tôi thế nào? Trong lòng tôi đã sớm cười như điên, nhưng vẫn đanh giọng khẩu khí ác ý dọa lão Cừu. Đều nói kẻ ác lớn gan, ông ta làm chuyện thất đức như vậy mà lá gan lại nhỏ. Tay cô sao lại lạnh như băng vậy chứ? Thật giống như là... Trong nháy mắt, sắc mặt của ông ta đã tái xanh, cả người đều run rẩy. Thật giống thi thể. Tôi giúp ông ta nói nốt phần còn lại, giả vờ phức tạp nhìn ông ta. Ông ta theo bản năng gật đầu một cái. Cho nên có thể tôi bị trúng tà gì đó. Ông nhanh lái xe đưa tôi trở về Giang Minh, ở đó có một vị đại sư có thể trừ tà giúp tôi. Tôi nhìn bộ dáng kinh sợ của ông ta, trong lòng đã sớm cười như điên rồi nói. Nói xong tôi còn đặc biệt co người lại, ra bộ dáng vẻ đang rất lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 37 của bộ truyện này.